Người phụ nữ bản lĩnh và hiện đại là người phụ nữ biết cách tự bảo vệ, dũng cảm từ bỏ người đàn ông tệ hại và tự tìm lấy hạnh phúc của chính mình. Con trai, đợi mẹ. Con cầm lấy, con quên mang đồ ăn sáng rồi này. Thôi được rồi, mẹ về đi. Con. Sao nhà cửa tối om thế này? Rõ ràng có tiếng anh ấy trên nhà mà. Đôi dép này đâu phải của mình. Trời ơi, sao bọn họ dám làm thế? Khi nào anh bỏ phụ vợ? À, ai vậy? Cứu tôi với. Anh không thể cứu cô ta được. Cô ta đã phát hiện ra mọi chuyện rồi. Vậy phải làm sao? Ném cô ta đi, để cô ta tự sinh tự diệt, chắc gì cô ta đã sống được. Theo ý em. Chồng em đâu? Làm ơn. Vậy là từ nay khỏi nhìn khuôn mặt xấu xí này nữa. Bố đang làm gì vậy? Con về rồi à? Sàn nhà bẩn quá, bố đang lau dọn. Con lên phòng đi. Vâng. Người kia đâu rồi bố? Con hỏi ai? Người phụ nữ xấu xí hay đi lại trong nhà mình ấy? Cô ta sợ chúng ta xấu hổ nên dời đi rồi. Con, đừng có suy nghĩ đi tìm cô ta. Xem như cô ta chết đi rồi. Sắp tới con sẽ có mẹ mới. Hết hồn. Cô gái tội nghiệp. Cứu tôi. Cứu. Tôi sẽ giúp cô. Đi thôi. Con trai của mẹ, giờ này con đang làm gì? Mẹ rất nhớ con. Chồng sao? Tình khốn, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi sẽ khiến các người phải trả giá vì những gì đã gây ra và đòi lại những thứ thuộc về mình. Cô dự định như thế nào? Tôi muốn họ phải trả giá. Như vậy cô sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Cầu xin anh, hãy giúp tôi. Cũng không thể để cho những kẻ đó sống vui vẻ hạnh phúc được. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Cô sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật để thay đổi bản thân. Cô đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu. Với diện mạo mới, mong rằng cô sẽ có một cuộc đời mới và thành công với kế hoạch của mình. Ba tháng sau. Chúc mừng cô, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tôi trở về rồi đây. Chồng yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chồng à, để xem anh còn nhận ra người vợ xấu xí ngày nào của anh không. Ôi da. Cô đi đứng. Wow. Tôi xin lỗi, anh có sao không? Không sao đâu. Ồ, túi của em bẩn hết rồi. Cảm ơn anh. Này, chờ đã. Em cho anh xin số điện thoại được không? Được chứ. Cảm ơn em. Ngu ngốc.
Bà là... là mẹ đây. Xin lỗi, tôi nhầm người. Trương, Trương. Em đang làm gì đấy? Em ăn cơm chưa? Hôm nào mình đi cà phê nhé. Anh. Em yêu, đến rồi đấy à. Anh định khi nào mới chính thức đón em về nhà đây? Ờ, đợt này công ty đang có dự án quan trọng. Em đợi xong dự án này nhé. Em đợi lâu lắm rồi đấy. Anh phải nhanh lên đó. Được rồi, em yên tâm. Em thích gì cũng được nhé. Còn bây giờ để anh đưa em đi shopping. Ông sẽ thế nào khi biết tài liệu quan trọng bị gửi cho đối thủ nhỉ? Chun thôi. Đây là nhà của anh. Chỉ cần em thích thì nó cũng sẽ là nhà của em. Sắp tới sẽ còn có nhiều căn nhà hơn nữa. Anh nói thật chứ? Nghe đây. Không ổn rồi anh ơi. Có chuyện gì vậy? Bên đối thủ có tài liệu của chúng ta. Đối tác đang yêu cầu bồi thường. Không, không thể như thế được. Nghiệp quật anh rồi đó Tuấn ạ. Là kẻ nào bán đứng công ty? Là một người tên Hân, không phải là nhân viên công ty. Không biết sao cô ta lại có tài liệu đó được. Con nhỏ nào đây? Mày là con nào? Định cướp chồng bà à? Anh Tuấn, cô ta là ai? Bỏ ra. Tại sao? Tại sao? Tại sao cô lại bán đứng tôi? Hả? Anh nói gì? Em không hiểu. Cô còn hủy biến, hủy hoại cuộc đời tôi còn vui lắm đúng không? Cút đi cho khuất mắt tôi. Anh à. Tốt nhất đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Cút. Anh Tuấn, anh Tuấn. Phải làm sao bây giờ? Anh, đã xảy ra chuyện gì sao? Em đừng lo, anh có thể xoay sở được. Chỉ cần em ở bên anh thôi. Tiền, sổ đỏ của mình đâu rồi? Nó đâu rồi? Rõ ràng là để ở đây mà. Đâu rồi? Chả nhẽ lại là cô ta. Ông tìm cái này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đưa cho bố. Trương, con làm gì vậy? Đưa ngay cho bố. Đưa đây. Trương, Trương, đưa đây cho bố. Mau đưa cho bố, bố cần nó để cứu công ty. Anh có quyền gì mà đòi bán căn nhà của tôi? Cô là... mẹ. Trương. Khi nào mẹ trở về nhà? Mẹ đang lên kế hoạch. Mẹ có cần con giúp gì không? Anh có kết cục như ngày hôm nay chính là mọi tội lỗi do anh tự tạo ra. Không, không thể như thế được. Không, không, không. Không, không thể được. Mẹ. Một thời gian sau. Cậu nè, thỏ nè. Chơi với Tuấn, chơi với Tuấn đi. Mau đi thôi, sắp muộn rồi. Tạm biệt nha, tạm biệt Trương. Ngày hôm nay của mình cũng đến rồi. Mình sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Hôm nay, hãy giải quyết một lần luôn đi. Đánh tớ à? Đánh trước, không đánh đời không nể. Tiếp chiêu đi. Không uổng công mình tập boxing bao lâu nay. Đi trước nhé. Một tháng trước. À, Hạnh. Cậu đợi tới lâu chưa? Tớ vừa mới tới. Dạo này nhìn cậu xinh ra đó nha. Cậu cũng thế.
Nước của hai cô đây ạ. Cảm ơn. Dạo này cậu thế nào rồi? Tớ á? Cuối cùng tớ cũng có người rước rồi nè. Wow, tớ cũng vậy. Nhẫn cưới đẹp lắm nha. Chào hai cô. Chào anh. Đây là lịch cưới của tháng 2. Chỉ còn trống đúng ngày 22 thôi. Ý hai cô xem thế nào? Hả? Chỉ còn một ngày duy nhất sao? Đúng thế. Không được, tôi muốn đặt ngày đó. Tôi cũng muốn tổ chức ngày đó. Ờ, thôi thôi, tôi xin phép. Nhanh nào, anh chụp cho kiểu ảnh đẹp phát một luôn này. Ôi trời ơi, gì thế? Hóa ra là cái hạnh. Đừng trách tớ. Nào nào, cô dâu đứng sát vào chú rể. Ngồi lên nào. Rồi, đẹp quá. Ngồi im nha. Quá đẹp, siêu phẩm. Chú rể, ngồi lên tí nào. Ôi, mệt quá. Xem nào. Ui, sao lại thế này? Sao thế anh? Hai đứa phải chụp lại thôi. Hả? Đây, xem đi. Cái gì thế này? Sao lại... Thiên, là nó. Thiên, cậu đợi đấy. Đẹp quá. Ai thế nhỉ? Chào cô, có người gửi đồ ăn cho cô. Chúc em ăn ngon miệng. Chẳng lẽ là người yêu mình gửi? Cảm ơn anh. Đây là đồ của cô. Cảm ơn anh nhé. Wow, người yêu của mình thật tâm lý. Ngon. Ừ, nữa hả? Bim bim của cô. Được rồi. Nhận đồ nữa sao? Lại là gửi cho cô. Tôi cảm ơn nha. Một tuần sau. Tuyệt vời. Thôi chết rồi. Chậm thế nhỉ? Mãi không lên được. Cái gì thế này? Béo quá. Đây là thù lao của anh. Cảm ơn cô. Cô, mời cô. Làm cho tôi kiểu giống như này. Để tôi xem. Đơn giản. Cô đợi tôi một chút nhé. Hiền ơi là Hiền. Đợi nhé. Sao lâu thế? Tôi xin lỗi đã để cô đợi lâu. Không sao. Buồn ngủ quá. Để xem nào. Đúng rồi, phải thế chứ.
sao mình lại nằm đây? Ôi giời, anh làm tóc cho tôi kiểu gì vậy hả? Lên đi. Tôi bị người ta đánh ngất. Ở đây có camera, cô xem đi. Lại là nó. Cầm lấy, cậu sẽ biết tay tớ. Hiện tại. Thôi, tôi xin hai cô, ngồi xuống hết đi. Tôi nhất định phải tổ chức vào ngày 22 tháng 2 này. Đi nhé. Ôi, ôi. Tôi trả gấp đôi chỗ đó. Không được, tớ đặt trước. Tớ có tiền. Nhưng tớ đặt trước. Không được, ngày đó của tớ, của tớ. Tớ có tiền, nhưng tớ đặt trước. Thôi. Tôi có ý kiến này, sẽ tổ chức chung. Tổ chức chung? Đúng. Sinh nhật vui vẻ. Tớ cảm ơn cậu. Hạnh, cậu làm sao thế? Được rồi, không sao. Hạnh này, cho tớ xin lỗi nha. Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi mà. Hai cô đã sẵn sàng chưa? Từ giờ hai người sẽ là vợ chồng của nhau. Hai người chính thức trở thành vợ chồng. Giàu có là một điều tốt, sức khỏe là một điều tốt, nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương. Cuộc sống không bao giờ cho ta biết trước điều gì, nhưng có một sự thật hiển nhiên, đó là gieo nhân nào gặt quả nấy. Bạn gieo lương thiện thì sẽ gặt niềm vui, nhưng gieo sự độc ác sẽ gặt về quả báo. Hình như có tiếng gì, chả nhẽ nó tỉnh rồi. À, trộm, trộm. Bình tĩnh, là anh đây mà, mở mắt ra đi. À, em sợ chết đi được, cứ tưởng bị giết. Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh đã kiểm tra một lượt, không có ai đâu. Hay là tạm thời em qua nhà anh ở trước đã. Ở đây anh gọi thợ đến kiểm tra lại. Con chào bố mẹ, đây là Hiền mà con đã kể. Chào cháu. Dạ, cháu chào cô chú ạ. À, chỗ Hiền có trộm vào nhà, con đang gọi thợ đến lắp lại cửa. Nên con muốn cô ấy ở nhà mình trong thời gian này cho an toàn ạ. À, cháu ở đây bao lâu cũng được, cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. Dạ, cháu cảm ơn ạ. À, chị sẽ ở đây thật ạ. À, để em đưa chị lên phòng sắp xếp hành lý. Đây là Hân, giúp việc của gia đình nhiều năm rồi, cháu cứ để nó giúp. Để em xách cho. Vậy cháu xin phép. Còn bé có vẻ ngoan ngoãn đấy, con trai bố khá phết. Giúp gì được không? Ở đây không có việc của cô. Khoan đã, nếu cô muốn giúp thì ở kia có hành, cô thái cho tôi đi. Được, cứ để tôi.
hành của cô đây. Mới thế mà đã không chịu được. Nếu khó quá thì cô có thể rời khỏi đây. Không phải, là do hành cay quá thôi. Cô ngồi xuống đây. Tiểu thư, cô cứ ngồi chơi. Mọi việc để tôi làm là được rồi. Ông bà và cậu chủ về rồi ạ. Con vừa mới chuẩn bị đồ ăn cho cô Hiền xong. Bây giờ sẽ dọn dẹp. Này cô, tôi cảm thấy mình cư xử rất đúng mực. Nhưng tại sao cô cứ khó chịu với tôi vậy? Tại sao ấy hả? Vì cô đáng ghét chứ sao nữa. Cô cứ tung tăng như kiểu cô là chủ cái nhà này vậy. Cô cũng chỉ là một người lạ ở đây mà thôi. Tôi sẽ không để cho cô sống thoải mái đâu. Cô định làm gì? Cô điên rồi. Cháu làm cái gì thế hả? Cô Hiền, tôi xin lỗi. Không, không phải do cháu đâu ạ. Vâng, là do tôi không cẩn thận. Cô đừng có giận, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà. Cháu. Thôi được rồi, băng bó vết thương cho con bé trước đã. Em không có làm thật mà. Anh hiểu, em đừng quá căng thẳng. Rõ ràng không phải là em, là cô ta cố tình mà. Chắc là có hiểu làm gì ở đây. Vì Hân làm việc cho nhà anh nhiều năm rồi, cô ấy rất tốt bụng. Mà thôi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này để anh dọn cho. Cô đã làm gì với áo của tôi hả? Cô cố tình đúng không? Cô hay thật đấy. Áo của cô thì tự đi mà giữ, liên quan gì đến tôi? Cô Cô tiểu thư đây ạ. Con mời mọi người dùng bữa. Ăn đi con. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Hân đi làm việc đi. Bánh này do chính tay cháu làm. Cô ăn thử đi ạ. Cũng khéo tay phết nhỉ. Ngon lắm. Sao đau bụng thế này? Cháu đã chọn cái gì vào bánh thế hả? Cháu làm như bình thường mà. Chắc chắn là con nhỏ kia rồi. Cô, hình như cô không thích cháu. Cháu sẽ rời đi. Nhưng cô có thể giúp cháu một việc trước khi cháu đi được không ạ? Được, cô muốn giúp gì? Cô đi theo cháu ạ. Tôi cần cô sắp xếp giùm đồ đạc. Sao tôi phải giúp cô? Tôi sẽ chuyển đi. Vậy thì được. Dù sao tôi cũng sẽ chuyển đi. Nhưng tôi rất tò mò không hiểu tại sao cô Phương lại đau bụng khi ăn bánh kem do tôi làm. Khi cô vẫn còn nịnh nọt mời bà ta xuống ăn thử thì tôi đã bỏ thuốc sổ vào đấy. Tại sao cô lại làm thế? Nhưng mà họ vẫn đưa cô về để cướp đi vị trí của tôi đấy. Tôi không hề có ý đó. Tôi đã cố gắng bám trụ ở cái nhà này bao nhiêu năm. Đây là mỏ vàng của tôi, với kế hoạch hoàn mỹ để mang thai con của anh Tuấn. Nhưng một đứa trời ơi ở đâu đến mà phá hỏng tất cả. Bà chủ, tôi... Cô không cần nói gì cả. Mời cô cút khỏi đây. Hiền, cô xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu. Cháu hãy ở đây với mọi người. Cháu cảm ơn. Bên nhà cháu cũng sửa xong rồi. Cháu xin phép chuyển về. Nhưng cháu hứa sẽ đến thăm cô chú thường xuyên. Cô chú nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Thầy ơi, thầy ơi.